Hello, xin chào anh em. Hôm nay bên mình lại tiếp tục về một em Harley Davidson Rodkin đời 2022. Xe này thì rất là đẹp nha anh em. Xe này đăng ký vào năm 2022 luôn, một đời chủ. Đấy, xe này đi cực kỳ lướt nha. Mới đi có 1.200 cây hơn tí xíu thôi. Đó, cho là 1.200 cây nha anh em. Và chiếc Harley Rodkin này thì nó lăn bánh ra biển số thì cũng ngót nghét là 1 tỷ đồng. Đấy, giá thành cũng rất là cao nha. Tuy nhiên là hiện tại thì mình bán chỉ có 700 mấy chục triệu thôi, tiết kiệm cho anh em khoảng hơn 200 triệu. Đó, và xe thì cũng đã trang bị một số đồ chơi rồi. Chống đổ thân xe, chống đổ thùng phía sau, cũng như là có tựa lưng ba ga phía sau, tựa lưng móng cọp nè anh em. Đó, có cái ba ga móng cọp ha, có tựa lưng sẵn cho anh em luôn. Xe này nó thuộc dòng touring rồi, cho nên nó trang bị hai cái thùng rất là to, hai thùng hai bên. Và dòng Harley Rodkin Classic thì nó được trang bị đầu đèn là bóng halogen nha anh em. Và nó có trang bị sẵn cái kính gió giống như là những dòng xe Police ở Mỹ. Đấy, anh em có thể thấy được cái sự cổ điển của nó ha. Và xe này thì nó sử dụng động cơ Milwaukee AM8. Thì cái dòng động cơ này là 107 CI nha anh em, cho sức kéo là 145 Nm, rất là mạnh. Đấy, và cái dòng động cơ này thì nó là C-Chrome, nó khác biệt hơn so với Rodkin Bezel. Rodkin Bezel thì nó là sơn đen. Đấy, còn anh em thích sự cổ điển thì anh em lựa chọn cái màu chrome. Và em Harley Rodkin Classic này thì nó là nguyên zin nguyên bản hoàn toàn thôi anh em. Xe thì mang biển số 73 ha. Tuy nhiên nó đã đăng ký thuế 5% rồi, sang tên rút gốc toàn quốc. Đấy, anh em về chỉ việc đóng thuế 1% để sang tên thôi nha. Đấy, và xe thì cũng trang bị hai bô hai bên. Và xe là trang bị bô zin nha. Đấy, xe trang bị bô zin. Mọi thứ ở trên xe là đều zin hết và chỉ có gắn thêm một ít đồ chơi. Đấy, ba ga móng cọp, tựa lưng, chống đổ trước sau. Đấy, ngoài ra thì xe là nguyên zin. Xe cũng chưa có vô cái hộp số lùi Mamba. Đấy, anh em nào thích cái hộp số lùi Mamba để cho nó nhẹ nhàng khi mà lùi xe thì anh em về trang bị thêm nha. Từ những dòng 2020 trở lên thì chiếc xe nó đã được trang bị gói an toàn full rồi anh em. Xe trang bị ABS traction control. Những dòng xe touring thì nó đã trang bị mọi công nghệ an toàn cao cấp nhất của nhà Harley. Đấy, xe cũng có trang bị ABS góc cua, cũng như là traction control, điều khiển lực kéo, kiểm soát lực kéo ở trong cua. Đấy, nó có cái hộp hộp ESU đánh giá được mọi thông tin chi tiết của chiếc xe khi mình đang chạy ở trên đường ha. Nếu mà có sự cố chuột bánh hay là thắng gấp thì xe nó sẽ xử lý cho mình rất là nhiều. Đấy, dòng Classic thì anh em có thể thấy được cái nước sơn màu đen của nó nhìn nó rất là bóng bẩy. Đó, đi kèm với đó là một số các chi tiết đồ xi ở trên xe, nó làm cho nổi bật cái con xe hơn ha. Mình rất là thích cái dòng máy kiểu Classic như thế này. Dòng máy Classic thì nó sẽ được xi chrome bóng, sáng bóng rất là đẹp. Đó, nó show được cái cục máy cũng như là cái sự mạnh mẽ của chiếc xe. Xe thì nó trang bị cái bàn để chân lớn, giúp cho mình để chân nó thoải mái, cũng như là cái bàn để chân ở phía sau nó cũng to luôn. Yên ngồi to, ngồi rất là êm. Đấy, trọng lượng em xe này là hơn 310 kg. Xe thì cũng tương đối là nặng nha anh em. Đó, yên xe, yên da. Và nó có đính những cái nút ở đây, nút trang trí. Đấy, nhìn chiếc xe nó thêm phần cổ điển, giống như là những chiến mã nha anh em. Đó, giống như là những chiến mã thực thụ luôn. Rồi dòng Rodkin Classic này thì nó rất là dễ độ chế, rất là dễ thêm đồ chơi. Anh em nào muốn thêm đồ chơi nữa thì về trang bị thêm nha. Xe thì nó cũng đã trang bị sẵn một số món đồ chơi kha khá rồi. Đó, đáp ứng nhu cầu cơ bản để anh em đi tour. Xe nó trang bị đèn đi tour, đèn pha đi tour hai bên nè. Đó, có nhiều anh em thích LED nhưng mà đi tour, đi sương mù thì anh em để đèn vàng halogen là nó tốt nhất, nó phá sương rất là ok. Đấy, anh em đi gắn đèn LED thì anh em cũng để qua cái chó vàng để mà nó phá sương. Đấy, xe này thì nó là bóng halogen rồi, nó phá sương khá ok. Rồi anh em nào quan tâm tới dòng Harley Davidson Rodkin Classic thì anh em cứ liên hệ với bên mình nha. Giá bán chỉ có 700 mấy chục triệu thôi, mà cũng tiết kiệm hơn. Anh em mua xe đập thùng, mua xe mới lên đến hơn 200 triệu. Đó, vào khoảng 240 triệu đó anh em. Xe thì mới đăng ký vào năm 2022, mới đây thôi. Giá hiện tại thì đang rất là tốt cho một em Rodkin. Rồi, anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ với bên mình nha.